Hãy tưởng tượng bạn thức dậy một sáng, kiểm tra vé số và phát hiện mình trúng độc đắc 55 triệu đô la. Wow! Đa số chúng ta có lẽ sẽ liên tưởng đến biệt thự ven biển, những chiếc xe sang trọng và một vài chuyến đi quanh thế giới. Nhưng không, người đàn ông trong câu chuyện này lại chọn một con đường khác biệt. Ông ta, một anh chàng 70 tuổi từ California, đã quyết định giữ kín chuyện trúng số đến mức không ai biết, kể cả người thân trong gia đình. Tưởng tượng đi, bạn có 55 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng, nhưng vẫn sống như một ông lão bình thường, đi mua sắm tại siêu thị giảm giá và tranh thủ dùng món coupon cho mỗi lần mua hàng. Và không những thế, ông còn mua một căn nhà mới nhưng nói dối mọi người rằng mình chỉ thuê nó. Có vẻ như ông ấy sợ rằng nếu bất kỳ ai biết được sự thật, mọi người sẽ đổ xô đến nhà ông để xin tiền, hoặc tồi tệ hơn, ông sẽ mất đi sự yên bình và không gian riêng tư. Khi được hỏi về việc không làm từ thiện, ông nói rằng ông không tin tưởng vào việc cho vay tiền cho bạn bè và người thân vì sợ rằng điều đó sẽ dẫn đến khánh kiệt. Ông cho biết, dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua được thêm thời gian trên trái đất này hay tình bạn thật sự. Trong suốt 10 năm qua, ông đã sống một cuộc sống yên bình, không phải lo lắng về việc các con cái đòi hỏi này nọ, bởi vì ông không có con. Ông cũng đã cắt đứt liên lạc với em gái để tránh những rắc rối không đáng có. Khi cha mẹ ông qua đời, ông vẫn tiếp tục giữ bí mật này. Chuyên gia tư vấn tài chính Quentin Fortrell đã khuyên ông nên cân nhắc việc lập kế hoạch cho tài sản sau khi qua đời để đảm bảo rằng số tiền đó không bị lãng phí và được sử dụng vào mục đích tốt. Ông cũng nhấn mạnh rằng tiền bạc không làm thay đổi bản chất con người, nhưng nó có thể thay đổi cách người khác nhìn nhận về bạn. Có lẽ đây là một lựa chọn cá nhân, nhưng chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi liệu họ có thể giữ bí mật lớn như vậy trong suốt cuộc đời không. Có một điều chắc chắn, cuộc sống của ông ta chắc hẳn sẽ là đề tài cho một bộ phim hài kịch hay ho nào đó.